Hello, xin chào tất cả các bác nhá. Đây bên em đang bóc hộp nguyên thùng nguyên hộp anh em nhé. Một trong những chiếc đẩy mà anh em có thể chơi cho sự kiện chuyên súp anh em nhé. Đó là chiếc PL2.18 Flut. Bản này là bản mới nhất anh em nhé. Dòng này thì nó cho cái sức mạnh rất là khủng, 1800W nồi kênh ở chế độ 8 ohm, 4 ohm đạt là trên 3000W. Và con này là một trong những cái dòng đẩy mà khẳng định với anh em là cái sức mạnh của nó rất tuyệt vời, và đánh súp 50-60 đều vô tư anh em nhé. Súp kép đều ok hết anh em nhé. Rất là đẹp. Đây, bên em đang cắm tét. Cho anh em xem. Nó con này thì đây. Bên là 2.18 đây anh em nhé. Flut đây, bản này là bản nâng cấp của PL2.18 cũ. Nó sẽ nhẹ hơn và ngắn hơn anh em nhé. Các chi tiết về nội thất thì em đã có rất là nhiều video rồi. Con này thì rất là đẹp anh em nhé, mặt rất là đẹp để anh em phối ghép với những cục đẩy 4 kênh thì rất tuyệt vời luôn. Thùng hộp, hai lớp thùng anh em nhé. Hai lớp thùng. Khi nó đóng Protect thì xong rồi, là xong hết rồi anh em nhé. Rất là đẹp. Dòng này thì nó là mic Class H, đơn ra là nó sẽ rất là nhiều sò nhiều tụ anh em nhé. Phù hợp cho anh em nào thích nhiều sò nhiều tụ, anh em có thể dùng cái cục đẩy này. Giá rất là hợp lý, hiện tại giá này là 9.800.000 đồng anh em nhé. 9.800.000 là phí chưa gồm phí ship anh em nhé. Ship tùy từng nơi nó dao động khoảng là ship từng nơi dao động khoảng 300-400.000 anh em nhé. Công suất này của nó thì mỗi một kênh của nó có thể đánh tốt một quả súp 60 quay 150 anh em nhé. Hoặc là mỗi một kênh anh em đánh cho em một cặp súp kép quay 125. Mỗi một kênh đánh một quả súp kép quay 125 anh em nhé. Mỗi kênh đánh một quả thôi. Này nói một cặp thì nó không đúng. Đấy, mỗi kênh đánh một quả súp kép quay 125 anh em nhé. Và quay 100 thì nó nuốt chửng luôn rồi. Và con này thì đã rất nhiều anh em đã mua hàng bên em rồi và đã trải nghiệm rồi anh em nhé, thì đưa ra cái đánh giá rất là tốt. Còn anh em hỏi là nó có thể đánh được full không thì đánh tốt cho loa full anh em nhé, đánh tốt loa full, đánh những cái loa như là 725 thì chơi rất là tốt anh em nhé. Đó, giá của nó hiện tại đang là 9.800.000, thì anh em nào có nhu cầu thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho bên em nhé. Tiếng rất đẹp luôn anh em nhé, kể cả đánh full tiếng rất là đẹp. Cái chiết áp này của nó nhá, anh em vặn đến đâu thì nó sẽ biết đến đấy nhá. Không như những cục đẩy khác là vặn đến 12 giờ là hết cỡ. Đây vặn đến đâu thì biết đến đấy luôn. Đến đâu là biết đến đấy luôn. Chứ không có chuyện là đến 12 giờ là nó hết rồi vặn nữa không được anh em nhé. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho bên em nhé. Hẹn anh em những video sau ạ. Chào tất cả anh em. Chào tất cả các bác nhá.
để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.